Hello cả nhà, trước mặt mọi người đây chính là cái cảng Nam Vân Phong thuộc Ninh Hòa. Đây là một trong những cảng trung chuyển quốc tế, hàng hóa và du lịch mọi người nhé. Thì hạ tầng đang được làm rất là mạnh mẽ, mở rộng cái tuyến đường quốc lộ 26B này. Mọi người thấy không? Đường hai bên này được mở rộng rất là nhiều. Một bên là cảng, một bên là quỹ đất của khu công nghiệp Ninh Thủy. Đó. Rất là nhiều nhà máy tập trung về đây, phát triển mạnh về công nghiệp và du lịch. Có một lợi thế là từ cảng Nam Vân Phong này thì về tới Dốc Lết chỉ vài cây số thôi. Thì Ninh Hòa thì có Nam Vân Phong, Vạn Ninh thì có Bắc Vân Phong, hai cảng nước sâu rất là lớn, tiềm năng trong thời gian tới của tỉnh Khánh Hòa. Hai bên đường được mở rộng rất là mạnh mẽ. Chung là ở đâu đầu tư công thì chúng ta nên bám sát chúng ta đầu tư mọi người nha. Tại vì khi mà đường xá được mở rộng, mọi thứ hoàn chỉnh ấy, thì giá đất nó lại tăng thôi. Đó là bài học lâu nay của bất động sản rồi. Đó, bên tay phải chúng ta rất nhiều nhà máy đã vào hoạt động về công nghiệp. Bên tay trái chính là cái quỹ đất của khu công nghiệp Ninh Thủy mọi người nhé. Rồi nhân TV quan sát ngày hôm nay đang ở đây thì lượng xe cộ đi lại rất là đông. Đó. Hướng sau lưng là đi về hướng Ninh Tịnh, Ninh Thọ, Ninh Tịnh, Ninh Phước và Ninh Vân. Có nhà máy nhiệt điện đó mọi người. Đó. Còn hướng này chúng ta đang đi quốc lộ 6B về cái hướng Dốc Lết, Hòn Khói, Ninh Diêm và về lại quốc lộ 1A. Đó. Sau này thì tuyến cao tốc Tây Nguyên sẽ đấu nối thẳng vào quốc lộ 6B này luôn mọi người nha. Đó là ưu tiên phát triển tương lai đó. Quý anh chị cần quan tâm khu vực này thì inbox sớm Hoàng Giang TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.